Trên nay, ngày 13 tháng 12, Phó Hữu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường có buổi tiếp đoàn thị trưởng thành phố Nagoya, Nhật Bản, do ông Takashi Kawabusa, thị trưởng thành phố Nagoya, làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Ông Takashi Kawabusa, thị trưởng thành phố Nagoya, cho biết Nagoya là một trong những thành phố sầm ước nhất Nhật Bản, và còn là kết nôi của ngành công nghiệp sản xuất, đóng góp nhiều cho ngành kinh tế Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao về tốc độ phát triển của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là ngành du lịch. Ngày thị trưởng mong muốn xuất tiến được bay thẳng từ Nagoya đến Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất để có phần phát triển du lịch, cũng như kinh tế xã hội của hai bên. Phó Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân thành phố Hương Trần Chí Cường nhấn mạnh, năm 2023, Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao sông Đà Nẵng và vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ với Nhật Bản cách đây gần 500-600 năm. Giới thiệu những nét nổi bật và định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng chưa đánh giá cao về thành phố Nagoya. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng thông nhất với việc xuất tiến được bay thẳng từ Nagoya đến Đà Nẵng. Đồng thời cho biết sắp tới Đà Nẵng sẽ có buổi làm việc với các hãng hàng không và sẽ đề cập vấn đề này cố gắng mở trường bay sớm nhất.